trong làng cầu lông sinh viên. Tay vợt đến từ Học viện Kỹ thuật Quân sự. Ok, anh chào Khổng Huy nhá. Sân bê tông anh ơi, thủ cầu rất lì, đó là Tùng Dương. 0-0, Tùng Dương phát cầu. Cầu Trần qua, hello Trọng Hiệp nha, hello Thương Nguyễn nha. Vừa nãy đánh trận độ với cặp đôi phía bên kia bị lật vỗ cổ chân. Vừa đau quá. Vâng. Hello anh Vũ Long, hello anh Linh Đan Tài, hello Hưng Phạm, hello Quốc Học nha. Xin chào tất cả mọi người đến với live stream Hùng. Giờ đau sắp khóc rồi các bạn, nhức chân quá, vừa lật cổ chân trận trước đánh với đôi kia đó. Hello Trần Đức Duy nha, hello Khánh Huyền Nguyễn. Trần Đức Duy chính là tay vợt số 1 của cầu lông sinh viên Hà Nội, cả ở nội dung đơn lẫn nội dung đôi. Anh em ơi, hôm nay không qua nha. Hello Phan Kim. Ok anh Mạnh ơi, bọn em chơi như 1 thì Hùng có thể nhìn thấy mọi người không? Hoặc là mọi người chào Hùng đi, thì Hùng chào lại mọi người nào. Vẫn còn. Còn ngoài không thấy anh xuất hiện tại live stream của em, mà chính xác là lâu lắm rồi em không live stream. Tuy nhiên cặp đôi kia ngậm ngùi và không chịu chấp nhận thất bại thì bắt đầu chuyển sang gạ Tùng Dương đánh với Dũng. Thủ rất tốt. Vâng, Dũng sung rồi. Vẫn còn, rất hay. Hello anh Nguyễn Việt Hùng, hello Trung Võ nha. Xin chào Trung Võ. Cầu lỗi của Tùng Dương, điểm 87. Rất tốt, nhưng Việt Anh phản xạ rất nhanh. Rất đáng tiếc cho pha về cầu của Tùng Dương. Điểm 97, khoảng cách 2 điểm được tạo ra. Qua lấy nhớ gọi anh nha. Ok anh Thương Nguyễn, hôm nào Tùng Dương về Thái Nguyên kèo em có dịp về, nhưng em bị vừa bị. Vẫn sung lắm anh ơi, cứ độ vào là sung hết. Tùng Dương vẫn thủ, vẫn tốt. Cầu trong sân. Buồn quá anh ơi, không lên thăm anh chị. Vâng, lật lưới nhưng vẫn còn. Thủ rất tốt, đó là Dũng Học viện Tài chính. Cổ tay khá tốt ạ. Vâng, thủ cũng không phải là cách. Một cái tên cũng hơi lạ một xíu. Hello Phạm Vũ Ngọc Hùng. Mọi người nếu ai chưa từng xem live stream của Hùng hay là chưa kết bạn Facebook với Hùng, cho Hùng có cơ hội làm quen mọi người đúng không ạ? Những pha bom cầu liên tục từ cặp đôi phía bên kia. Cơ hội tấn công cho phía bên này. Tùng Dương đánh chặn lưới khá tốt. Bom. Tì lưới, lại là một pha tì lưới hỏng của Trung Dũng. Hùng chơi vui vẻ. Cảm ơn Toàn rất nhiều. Xong rồi. Quả đấy mà trúng đầu thì trong làng cầu lông sinh viên. Tay vợt đến từ Học viện Kỹ thuật Quân sự. Ok anh chào Khổng Huy nha. Sân bê tông anh ơi, thủ cầu rất lì, đó là Tùng Dương. Bắt Hùng và cặp đôi phía bên kia. Vâng, cặp đôi Tùng Dương bắt đầu lần đầu tiên vươn lên dẫn trước ạ. Rất bom, bom rất mạnh, đó là Việt Anh. Qua live stream cầu lông. Hôm nay có ai xem trận Hùng đánh không ạ? Hôm nay có ai xem trận Hùng đánh không nào, điểm danh nào. Trao đổi. Cặp đôi phía bên kia lại vươn lên dẫn trước. Thứ tự lại thay đổi. Bên kia đánh chuyên thủ à? Tốt, vẫn còn. Tùng Dương rất khéo léo, rất chủ động trong những pha cầu của mình. Bom. Đập đi. Rất nhanh. Tùng Dương rất tốc độ ạ. Ăn rồi. Quá xuất sắc cho tay vợt Tùng Dương, tay vợt số 1 của Đại học Mỏ Địa chất, đương kim vô địch đôi nam nữ giải báo Tuổi Trẻ Thủ đô. Anh Hùng Hùng. Điểm 65. Một pha phát cầu bắn của Việt Anh cần thiết nên đã bị mất điểm. 75. Rất đáng tiếc cho pha chém lưới vừa rồi. Hai cặp đôi bán đuổi nhau từng điểm số 1, một pha thủ rất xuất sắc. Bom. Không đập cầu, giờ mới đập. Đập rất mạnh nhưng vẫn chưa thể dứt điểm. Cặp đôi bên này thủ rất trì ạ. Việt Anh thủ cũng rất tốt. Bên nào sẽ giành điểm trong tình huống này đây? Tùng Dương chấm cầu rất khéo léo, vẫn còn. Hết cơ hội. Một pha thủ cầu lỗi rất đáng tiếc của Tùng Dương. Mới 19-18 thôi, điện thoại Hùng hình như còn khoảng 1% pin.
vẫn còn Tùng Dương tì lưới rất tốt ạ. Tuy nhiên trong tình huống vừa rồi lại không qua lưới nữa rồi. 0-8 rồi. Vâng, lợi thế 2 điểm lại dành cho cặp đôi Dũng Việt Anh. Một pha 10 cầu hơi non của Trung Dũng phía bên kia. Điểm 1-8 rồi, khoảng cách 3 điểm rồi. Hết cơ hội. Và anh tối vào xem livestream tiếp nha, 10:15 nha. Hai đôi cặp đôi phía bên này thủ cầu rất chìm. Không sao, đập đi thoải mái. Một pha cầu phong hai nhịp rất hay, vẫn còn, rất khéo léo và chính xác. Cơ hội giành điểm, cơ hội giành điểm. Rồi, bom mạnh với em ơi. Tùng Dương, hết rồi. Hello Dương Ngọc Anh nha. Tay vợt bá đạo nhất sân cầu lông Học viện Tài chính Dương Ngọc Anh đang xuất hiện tại live stream của Hùng. Ngọc Anh là một trong những tay vợt rất tên tuổi ở cầu lông đôi nam phong trào miền Bắc này. Người đang xuất hiện tại live stream của Hùng đó. Đang dắt các thứ sang đây cho anh live stream với nhá. Live stream chúng mày đánh là anh thấy vui lắm rồi. Cầu ngoài sân. Làm trọng tài thì cần phải như thế á. Việt một toàn người quen chúng ta gặp nhau thôi. Thế giới nó bé như thế đấy mọi người. Vòng quanh trái đất toàn anh em chơi cầu lông. Theo dõi Facebook của Hùng ở chế độ xem trước đi. Mấy lượt còn rất là nhiều giải. Ăn rồi. Không hiểu sao thì vãi cả bình luận viên. Còn gì nữa. Ây da, thủ cầu hay quá nhờ, đó là Dũng. Rồi. Áo xanh chuối sung rồi. Tùng Dương đánh lưới rất khéo léo, chính vì vậy mà họ có cơ hội dứt điểm được nhiều hơn. Về cầu chéo sân rất hay. Lực tay rất tốt, vẫn còn, lực tay Tùng Dương khỏe lắm. Điểm 6-4, 26-24. Tùng Dương ơi, không còn. Điểm 7-4 rồi, cuối trận đấu rồi. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi là chắc chắn thất bại, lại là một pha cầu cực kỳ lôi. 4 điểm ở cuối trận đấu rất khó có thể san lấp, đặc biệt là cặp đôi phía bên này đang rất sung và phía bên kia còn đang đứt lưới hay sao đó. Thôi đừng đập cố em ơi, sập vợt bây giờ. Lương Minh Quảng, hello Diễn Viễn, hello anh Tuấn, anh Trần nha. Điểm 9-5, khoảng cách vẫn là 4 điểm, chỉ còn 2 điểm nữa thôi. Cặp đôi phía bên này sẽ giành được chiến thắng 50k. Bom rồi, ép vào áo xanh. Dương và Dũng không? 6-9 vẫn còn cơ hội mà, có gì đâu. Mọi người nghĩ sao ạ? Bắt đầu bên kia công gắt hơn rồi. Bên kia 9 đều đi, cho nó căng. Một pha cầu lửng rất hay của Tùng Dương. Không đỡ được nữa rồi. Thôi, điểm số cuối cùng trận đấu. Vâng, Tùng Dương không đứng cặp với Sport Hùng nên là thua là đúng rồi. Tự nhiên mọi người tự nhiên được tặng tiền, chắc là kiểu thấy của bình luận viên bình luận hay quá nên là cổ động viên Đỗ Hiếu bo cho 50.000.